làm sao á để chiên được một cái miếng thịt nó ngon mềm mà không bị khô thì hôm nay á mỹ sẽ chia sẻ cái cách mà mỹ hay làm cho mấy bạn nha mà thường á mấy bạn hay lựa cái loại thịt nào để chiên hôm nay á thì mỹ sẽ lựa cái thịt nạc vai để mà chiên nha tại vì mỹ thấy cái cục thịt này nè nó có mỡ mỡ thấy ngon đây á là 500 g mỹ mua là một trăm hai một ký á mấy bạn thường á mấy cái món mà chiên hoặc là nướng á mấy bạn nên lựa mấy cái cục thịt á mà nó có cái mỡ gân gân như vậy nè mình chiên nó sẽ ngon hơn á cái mỡ á, nó mềm hơn là cái miếng thịt mà nó thịt không thịt không ăn nó sẩm xì cứng ngắt hà cắt cái miếng thịt xong á là mình nhớ dần cho nó mềm cái miếng thịt rồi mình mới bắt đầu đi ướp nè mà cái lúc mỹ dần cái miếng thịt á mỹ quên bấm quay cho nên là mất tiêu không có cái cảnh dần miếng thịt cho mấy bạn xem ướp xong rồi á mỹ trộn đều rồi để đây cho nó thấm rồi bây giờ á là cái mẹo để làm sao cho miếng thịt nó mềm nè Mỹ sẽ sử dụng một cái trái khóm mà Mỹ nhớ ở quê Mỹ cái trái khóm nó nhỏ mà nó màu vàng còn cái trái này Mỹ mua trong siêu thị sao thấy nó hơi xanh xanh cái này gọi là thơm hay dứa ta chứ không phải cái trái khóm với quê Mỹ nhưng mà cũng dòng họ của nó đó Mỹ sẽ lấy một cái miếng khóm á rồi mình bỏ vô cái máy xay xay cho nó nhuyễn ra luôn nhuyễn như là sinh tố vậy đó nha mấy bạn Mỹ sẽ bỏ thêm một chút xíu nước á để cho nó ra nước dễ xay hơn mà cái khóm này á nó xay cũng dễ mềm lắm xay có một chút xíu là Mỹ thấy nó nhừ hết trơn à Ê, nhưng mà Mỹ thấy nó có nhiều bọt lắm nha Cho nên nó là Mỹ sẽ bỏ cái lớp bọt ở trên Mỹ chỉ lấy cái nước lắng ở dưới thôi Bây giờ Mỹ sẽ nêm thêm một chút xíu gia vị vô cái nước khóm nè Công thức Mỹ để trên màn hình rồi Mà có nhiều bạn hỏi là sao không thấy Mỹ nói Tại vì Mỹ ghi trên màn hình rồi cho nên Mỹ không có nói lại nha Cái miếng thịt nãy giờ ướp cũng khoảng hơn nửa tiếng rồi đó Giờ Mỹ bỏ vô cái chảo Mỹ chiên nha Cái này thì Mỹ cũng chiên chút xíu dầu thôi Tại vì chiên một hồi là tự động nó cũng ra mỡ với dầu nhiều lắm mấy bạn mỹ thấy á, cái mặt nó cũng hơi xăng xăng vàng vàng rồi nè mình canh mình trở để không thôi nó dễ khác nha rồi cho cái chén nước khóm hồi nãy mình sai vô nè cho cái này vô á, là cái miếng thịt của mình á, nó mềm mà nó không có hề bị cứng hoặc là bị khô ăn nó ngon lắm cho vô nó hơi xăm xắp vậy nè rồi mấy bạn canh trở tới trở lui khi nào mà cái độ vàng vừa phải theo ý mình á, là mình nhắc xuống có cái chảo thịt này ngon quá cho nên là mỹ làm luôn một cái dĩa cơm tắm nè nếu như mà mấy bạn nào không có thích ăn cơm á Thì mấy bạn có thể làm với bánh hỏi hoặc là bún ăn với cái thịt chiên này á Ăn cũng bắt dữ lắm á nha Cái miếng thịt á để mấy quay cận cảnh cho mấy bạn xem nha Nó mềm, bóng mà nó không hề bị khô luôn đó Đây, mời mấy bạn ăn chung với Mỹ nha Ngon quá nè